Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 6 tháng 7 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin thanh trừng hàng loạt quan chức ở Bình Dương, ai là ngư ông đắc lợi. Tỉnh Bình Dương là một tỉnh giàu có ở Việt Nam, làm bí thư tỉnh này cũng có rất nhiều miếng ăn béo bở. Lãnh đạo tỉnh này, ông Nguyễn Minh Chiết từng lên tới chức chủ tịch nước. Đây là một tỉnh mạnh, tuy nhiên về truyền thống chính trị thì tỉnh này không phải là mạnh lắm. Nếu nắm bí thư tỉnh này, cơ hội leo cao không lớn, nhưng cơ hội kiếm trác thì rất khổng lồ. Nếu để cho tỉnh này làm sạch bộ máy thì không bao giờ họ tự làm được. Bất kỳ tỉnh nào cũng như vậy. Hiện tại cả nước có đến 63 tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương. Ở tất cả các thành phố này đều có sai phạm, và đặc biệt là thanh tra tỉnh không thể khui ra sai phạm của quan chức tỉnh nhà. Chính vì vậy mà mỗi khi ông Nguyễn Phú Trọng muốn xử lý tỉnh nào thì ông ta chỉ cần xua ban kiểm tra trung ương đến tỉnh đấy làm việc là khui ra hàng loạt sai phạm của các quan chức Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là hình ảnh liệu ông Trần Văn Nam có bị thay thế hay không. Với thành phố Hồ Chí Minh thì ông Nguyễn Phú Trọng làm việc này vất vả, chứ như tỉnh Bình Dương thì dễ dàng hơn thế, vì lực lượng các nhóm lợi ích ở Bình Dương không mạnh bằng thành phố Hồ Chí Minh. Hầu như mọi địa phương nếu so đến đất đai thì sẽ moi sai phạm rất nhiều một cách dễ dàng. Kỳ này, ông Nguyễn Phú Trọng đã xua ban kiểm tra trung ương đến kiểm tra tỉnh Bình Dương, và không ngoài dự đoán của nhiều người, ban kiểm tra đã phát hiện ra hàng loạt sai phạm đất đai ở tỉnh này. Và thế là ông đã ra tay trảm hàng loạt quan chức ở đây. Được biết hiện nay, trung ương đã cho khởi tố dàn lãnh đạo tỉnh Bình Dương bán rẻ đất vàng và 6 người đã bị khởi tố. Mỗi lần Bộ Công an ra tay thì mọi người phải hiểu đó là ý đồ của Trung ương. Trung ương muốn đẩy những người cứng đầu, muốn ngồi choán chỗ của những người mà Trung ương muốn đưa về, nên mới có những cuộc thanh tra và thanh trừng nhanh đến như vậy. Và dư luận đặt ra câu hỏi là khả năng thay thế dàn lãnh đạo tỉnh nhà hiện nay ra sao? Để biết ai thay thế dàn lãnh đạo tỉnh Bình Dương thì cần phải chờ đợi Hội nghị Trung ương 3 thì mới có kết quả. Qua hành động của Trung ương với tỉnh Bình Dương cho thấy Trung ương đang muốn đẩy dàn lãnh đạo cũ Bình Dương ra khỏi vị trí để bố trí người mới thay vào. Tuy nhiên, có bố trí được hay không lại là một vấn đề khác. Mọi chuyện không hề đơn giản. Tuy Trung ương mạnh hơn địa phương nhưng không có nghĩa là Trung ương muốn làm gì thì làm. Đôi khi địa phương phản ứng lại và họ cũng chiến thắng, hoặc chỉ ít họ cũng không để Trung ương tóm họ tống vào lò. Trường hợp như ông Lê Thanh Hải là một ví dụ điển hình. Cho đến nay, ông Nguyễn Phú Trọng vẫn chưa thể làm gì được con người này, mặc dù ông đã gây ra bao nhiêu ai oán và về đất đai tại miền Nam Việt Nam. Và trở lại câu chuyện tỉnh Bình Dương thì mấy ngày nay cho thấy Trung ương muốn làm họ rất quyết liệt. Vào ngày 30 tháng 6, Bộ Công an đã tiến hành khởi tố bắt giam 6 lãnh đạo và cựu lãnh đạo tỉnh Bình Dương. Việc bắt giữ được phía chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hà Nội mô tả là mở rộng điều tra. Một vụ án hình sự được khởi tố từ tháng 12 năm 2019 liên quan tới một doanh nghiệp có vốn chi phối thuộc tỉnh ủy Bình Dương. Đây là hình ảnh dàn quan chức Bình Dương bị khởi tố từ trái qua. Hàng trên bao gồm Phạm Văn Cảnh, Trần Thanh Liêm, Nguyễn Thành Trúc. Hàng dưới có Võ Văn Lượng, Trần Xuân Lâm, Ngô Dũng Phường. Bản tin trên trang web của Bộ Công an Việt Nam cho biết như sau. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo quy định để thu hồi tài sản cho nhà nước. 6 bị can bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Danh sách này bao gồm các ông Phạm Văn Cảnh, cựu phó bí thư thường trực tỉnh ủy, cựu chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương. 2. Trần Thanh Liêm, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương. Thứ ba là Nguyễn Thành Trúc, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương. Thứ năm là Trần Xuân Lâm, tránh thanh tra tỉnh Bình Dương. Tiếp theo là Võ Văn Lượng, tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương. Thứ sáu là Ngô Dũng Phương, trưởng phòng tài chính đảng, văn phòng tỉnh ủy Bình Dương. Theo giới quan sát đánh giá, ông Nguyễn Phú Trọng đang tiếp tục công cuộc đốt lò chống tham nhũng. Ông vẫn dùng công cụ này để sắp xếp lại nhân sự cho Trung ương.
ông Trọng cần bố trí tay chân của ông ở nhiều tỉnh, thành phố để ông có tiếng nói mạnh trong vấn đề thanh trừng những thanh củi lớn hơn trên bàn cờ chính trị Việt Nam vào thời gian tới. Và dư luận đánh giá rằng đây vẫn là bài thanh tra đất đai cũ mà ông Trọng vẫn thường làm. Quyết định khởi tố các bị can được đưa ra sau khoảng 2 tuần kể từ khi ông Nguyễn Phú Trọng chủ trì một phiên họp vào ngày 18 tháng 6 thi hành kỷ luật một số cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh này. Bộ Chính trị, Ban Bí thư khi đó cho rằng Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương nhiệm kỳ 2015-2020 và Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2016-2021 đã buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, v.v. để một số tổ chức đảng và đảng viên vi phạm về quản lý sử dụng đất đai, vốn, tài sản của đảng, nhà nước tại Tổng Công ty Sản xuất và Xuất nhập khẩu Bình Dương, còn gọi là Tổng Công ty 3 tháng 2, thuộc tỉnh Bình Dương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, thất thoát lớn ngân sách nhà nước. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng dường như đang suy tính điều gì. Và những sai phạm liên quan đến việc quản lý sử dụng đất đai, tài sản tại Công ty 3 tháng 2 được cơ quan chức năng chỉ ra liên quan đến các nội dung như việc để các khu đất tới 43 hectare thuộc khu đô thị Tân Phú và khu đất 143 hectare thuộc dự án Sân Gôn từng do doanh nghiệp thuộc tỉnh ủy quản lý nay đã chuyển về doanh nghiệp tư nhân. Ngoài ra, còn xảy ra sai phạm trong việc tính tiền sử dụng đất đối với các khu đất của Tổng Công ty 3 tháng 2 tại thành phố mới Bình Dương, trong đó có khu đất 43 hectare và 145 hectare. Liên quan đến các sai phạm tại Bình Dương, ông Trần Văn Nam, Bí thư Tỉnh ủy trước đó cũng đã bị Bộ Chính trị báo cáo và đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét thi hành kỷ luật. Tờ báo Thanh niên vào ngày 30 tháng 6 cũng dẫn nguồn các cơ quan chức năng đưa tin Tổng Công ty 3 tháng 2 là doanh nghiệp nhà nước thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương, được giao quyền sử dụng khu đất 43 hectare để thực hiện dự án khu đô thị thương mại dịch vụ Tân Phú. Và việc chuyển nhượng 43 hectare đất này cho các công ty mà họ thành lập sau đó là không đúng về thẩm định đấu giá tài sản theo quy định về đầu tư vốn nhà nước và doanh nghiệp và quản lý sử dụng vốn tài sản tại doanh nghiệp, gây thất thoát số tiền lên tới 126,8 tỷ đồng Việt Nam. Tính đến nay, tổng số bị can của vụ án liên quan đến vụ án bán đất này đã lên tới 17 người. Trong đó có Bí thư Tỉnh ủy vẫn còn Hội nghị Trung ương 3 nên số phận của ông Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Nam chưa biết rõ ràng ra làm sao. Được biết hiện nay có rất nhiều người đang ngắm nghía chiếc ghế của ông bí thư này được tiên lượng sẽ phải bỏ lại. Và câu hỏi đặt ra ai là ngư ông đắc lợi trong vụ này? Ông Trần Văn Nam khó mà trụ lại được chiếc ghế bí thư tỉnh ủy. Vậy câu hỏi đặt ra là ai sẽ là ngư ông đắc lợi trong trường hợp này? Và có thể kể ra ba nhân vật như sau. Thứ nhất là Nguyễn Văn Thao, tên thường gọi là Nguyễn Hoàng Thao, 58 tuổi, là một đại tá công an. Ông hiện là Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội. Thứ nhì là Võ Văn Minh, 49 tuổi, hiện giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương. Ông Võ Văn Minh là triển vọng hơn cả vì hiện nay tuổi của ông còn khá trẻ. Đây là hình ảnh. Câu hỏi được đặt ra là cơ hội nào sẽ dành cho ông Nguyễn Văn Thể đây? Người thứ ba chính là ông Nguyễn Văn Thể, đương kim Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Ý đồ của ông Nguyễn Phú Trọng thì đã khá rõ, cần dọn đường cho Nguyễn Văn Thể về đây. Tuy nhiên, không phải ở Trung ương muốn làm gì thì làm. Có những địa phương Trung ương điều khiển dễ dàng, nhưng cũng có những địa phương Trung ương không tác động được sâu. Tỉnh Bình Dương không phải là tỉnh có thế lực chính trị mạnh, nhưng thế lực chính trị tỉnh này cũng không phải là yếu. Trong ba ứng viên trên thì Nguyễn Văn Thể có vẻ trội hơn. Tuy nhiên, mọi việc đều chưa thể chắc chắn được gì khi mà cuộc chiến quyền lực trong Đảng Cộng sản Việt Nam lúc này chưa ngã ngũ. Không biết từ nay cho tới Hội nghị Trung ương 3 kết thúc có gì đột biến hay không, rất có thể nhóm chính trị Bình Dương sẽ tung chiêu đánh vào Nguyễn Văn Thể như nhóm Lợi ích Sài Gòn đã làm, thì Nguyễn Văn Thể rất có thể vẫn rớt như thường. Cuộc chiến vẫn còn tiếp diễn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ ba ngày 6 tháng 7 năm 2021 với bản tin Thanh trừng hàng loạt quan chức ở Bình Dương, ai là ngư ông đắc lợi. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết
và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.